Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Ok, và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với một series sinh tồn mới của mình. Thì dạo gần đây là mình ra khá là ít video cho bạn xem, là bởi vì là sắp tới đây là Phong chuẩn bị sẽ có một cái căn phòng mới để mình có thể livestream, mình có thể gọi là quay video cho bạn fan xem. Cho nên là trong thời gian hiện tại này thì Hero Team bọn mình đang khá là bận mọi người ạ. Cho nên bọn mình không có ra video thường xuyên cho bạn xem được. Cái này một tí nữa mình sẽ nói sâu cho bạn nghe, mấy bạn hiểu nha. Ok, còn nói chung là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái series sinh tồn mới mọi người ạ. Thì từ trước giờ các bạn cũng biết là Phong đã làm rất là nhiều những cái series sinh tồn cho bạn xem rồi, chẳng hạn như là sinh tồn với lại Hero Team nè, sinh tồn 1000 ngày nè, sinh tồn cùng với Siro nè, rồi cái gì nhật ký luyện rồng nè, ở bên Mini World cũng có nữa. Nói chung là mình cũng đã làm rất là nhiều series sinh tồn rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn gì đây các bạn ơi. Chắc bạn đọc tiêu đề chắc bạn cũng biết rồi đúng không? Thì ở dưới chân của mình nè có một cái rương nè các bạn, đây mình sẽ mở rương cho bạn xem nha. Ở trong cái rương này có rất là nhiều khối Lucky Block luôn bạn ơi. Thì mình sẽ làm một cái series sinh tồn đơn giản như thế này thôi, đó chính là mình sẽ vào trong đây và sau đó mình sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ của bạn ở trong sinh tồn đó. Và sau đó mình đã thực hiện xong nhiệm vụ thì mình sẽ được mấy bạn thưởng cho bao nhiêu khối Lucky Block, thì mình sẽ lấy Lucky Block ra để mình đặt ra để lấy đồ đó và tiếp tục sinh tồn, các bạn hiểu không? Đấy. Ok, nói chung là cứ chơi đi các bạn sẽ hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là lấy trước mấy khối Lucky Block ra nè, đặt ra nè. Ui trời ơi, nhiều quá mấy bạn ơi, quá trời nhiều luôn. Ok, mình sẽ bỏ tạm thời bỏ trong người nha. Thì mấy cái khối này là mình không quyền được đập đâu, khi nào mình thực hiện xong nhiệm vụ mình mới đập được. Đấy, cái con chim này ồn quá, chết khác, chết khác ơi. Trời ơi, con chim ồn ào ghê luôn bạn. Đấy, thì vừa mới vô mà mình đã phát hiện ra là mình được là hồi sinh ở kế bên một cái chỗ này là gì ta, cái chỗ có con rồng nữa bạn, cái chỗ là cái ổ con rồng á. Con chim thì nó có cái gì ta, cái tổ chim, còn con rồng thì nó có tổ rồng bạn ạ. Đây trong Minecraft nè. Đấy, thì rất là may mắn bạn ơi, là không hiểu sao con rồng đi đâu mất tiêu rồi, con rồng nó không có ở trong đây, cho nên là mình tha hồ lấy vàng. Đấy, ở đây nó có mấy cục vàng nữa bạn, thì cái này các bạn đặt ra bạn sấy được vàng nè. Đấy, mình sẽ lấy vàng này về để mình làm táo vàng nha các bạn nha. Mình làm táo vàng mình ăn đó. Đập ra rồi, đập ra hết. Mấy bạn thông cảm cho mình là hiện tại bây giờ là mình đang chơi game vào lúc khoảng 3-4 giờ tối mọi người ạ. Bây giờ là mấy giờ ta? Ui 5 giờ luôn bạn ơi, 5 giờ sáng luôn rồi. Hiện tại mình đang chơi game lúc 5 giờ sáng mọi người ạ. Cho nên á là gọi là webcam của mình nó hơi tối xíu, bạn thông cảm nha. Đấy, bởi vì là hôm nay Phong ngủ hơi nhiều bạn ạ. Buổi sáng Phong ngủ hơi nhiều cho nên buổi tối Phong gọi là phải thức khuya để Phong quay video ấy, chứ không phải là Phong gọi là thức khuya Phong chơi game đâu nha. Mấy bạn nhớ là hãy nhớ là đi ngủ sớm nha, chứ đừng thức khuya rất là hại sức khỏe nha. Bởi vì là Phong là buổi sáng Phong ngủ nhiều rồi cho nên tối Phong không ngủ được nữa, với lại cái này Phong phải làm việc cho nên là Phong phải thức để Phong quay video cho bạn xem. Ấy, ở chỗ này có nhiều vàng quá, để mình lấy hết đã nha các bạn. Ở chỗ này mình thấy nó có mấy cái rương nữa các bạn, và trong cái rương này nó có những cái món đồ khá là lạ thì mình sẽ lấy luôn nha các bạn nha. Ơ chết rồi, bây giờ đồ mình full hết rồi, thôi mình sẽ bỏ lại vài khối Lucky Block đi, tại vì mấy cái khối này là phần thưởng mình cũng không dùng được cho nên là mình sẽ gọi là bỏ lại. Kim cương xin được. Chưa gì vừa vô là thấy đỏ rồi bạn ơi, thấy quá trời kim cương luôn. Á trời, quá là VIP luôn. Áo giáp nè, wow. Tôi là tôi hơi bị may mắn luôn á bạn ơi. Sắt nè. Trời ơi, tự nhiên không kiếm được cái tổ con rồng. Không có con rồng ở đây, thế là chúng ta tha hồ lấy đồ luôn mọi người ạ. À. Ui, lại là giáp. Cái này là gì đây? Mình cũng không biết nữa, chung là cứ giữ lại đi. Ui, sao mình nghe tiếng rồng? Ui. Ui, con rồng nó quay trở lại rồi bạn ơi. Ui, chạy. Thôi xong tôi rồi, thôi xong tôi luôn. Con rồng nó quay trở lại rồi. Chạy. Ui, mày quá. Ây, thì có bạn nào mà muốn gọi là tập sâu mình sẽ mời Sammy vào trong đây quay video cùng với mình, thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới nha. Mình sẽ mời Sammy vào đây để chơi game cùng với mình nha mọi người. Thì trước tiên thì chúng ta cứ gọi là làm trước một cái nhiệm vụ trước ở trong cái game này đi, đó chính là trước khi vào game thì chúng ta ai cũng cần phải gọi là có một cái nhà để ở đúng không bạn. Ui sao mình thấy có lửa bắn lên vậy, hình như con rồng tấn công mình. Ui lại là một con rồng nữa. Thôi xong rồi, khu này nhiều rồng quá bạn ơi, không xong rồi, kỳ này là chết mình rồi, khu này nhiều rồng quá, không được không được. Trước tiên là mình phải gọi là giết mấy con cừu để mình làm cái giường đã, sau đó mình chạy chỗ khác mình sống mấy bạn ơi. Sống khu này không được rồi, chỗ này hơi bị nhiều rồng luôn, mà rồng nó mà tấn công cái là mình sẽ chết chắc luôn á. Ok, lấy mấy cái tờ nhện luôn. Ok, giết tiếp. Ê, rồi. Ui, phải bỏ lại mấy cục thịt cừu sao, hơi tiếc các bạn ơi. Nói chung là mình
mình cảm thấy nguy hiểm quá bạn ơi. Con rồng nó đứng ở bên đó nhìn mình kìa. Ôi nó ngủ bạn ơi, nó ngủ rồi. Ơi ví dụ mà nó ngủ rồi mình có tấn công nó được không ha bạn ha? Để mình lại gần thử. Ok, mình sẽ cởi đôi giày ra cho nó không phát ra tiếng động. Thôi con rồng nó sẽ nghe được tiếng mình. Mình sẽ lại gần nữa. Hello mấy cưng. Ui nó dậy rồi. Nó dậy rồi. Quýnh nó. Ui. Con rồng. Ui. Ui cái kiếm mình hỏng mất tiêu rồi. Chạy. Chạy thôi. Ui con rồng nó đuổi mình các bạn ơi. Chết tôi rồi. Con rồng nó đuổi mình rồi. Chạy ở đây. Ui cái đầu rồng nó cứ lắp tó trước mặt mình nè. Ui rồng nó đuổi tôi. Ui chết rồi. Mà giết được con rồng này là hơi bị ngon nha. Mình giết được con rồng cái là mình sẽ có thể lấy da của nó để làm áo giáp mọi người ạ. Sẽ khá là xịn đó. Ôi nó ngủ tiếp rồi. Bây giờ mình phải làm cái kiếm cho mình. Hình như bây giờ đang là trời tối cho nên là nó không phun lửa hay sao các bạn. Chứ hồi nãy là chứ bình thường mấy con rồng là nó sẽ phun lửa được á nha. Ok mình sẽ lượm mấy cục gỗ mà nó mới làm rơi nè. Ui nguy hiểm quá trời quá đất luôn á. Mình sẽ chế cho mình thành những cái khối vàng nè các bạn. Sau đó là mình sẽ bỏ mấy cái que vào đây và chế cho mình thật là nhiều kiếm bằng vàng. Ok kiếm bằng vàng 4 cây không biết đủ không ta. Thôi cứ chế thêm đi cho chắc ăn bạn ơi. Con rồng này khi nó khỏe lắm. Mình sẽ bỏ vô mình chế cho mình gọi là nhiều xíu nha. Rồi ok chắc là cũng đủ rồi đấy. Thôi bây giờ tranh thủ trong lúc trời tối mình sẽ đánh nó. Ok trời tối hình như nó không phun lửa được hay sao á. Mình thấy nó không phun lửa bạn ạ. Mày rồng nè. Ui đúng rồi mình sẽ đánh nó xuống nước thì dễ đánh hơn bạn ơi. Con rồng này mà rơi xuống nước thì nó sẽ không đánh được mình. Ok mày rồng với chúng tôi nè. Rồng với chúng tôi nè. Ui nó chết rồi bạn ơi, nó chết rồi. Ủa rồi nó chết rồi sao nó biến mất tiêu rồi? Gì kỳ vậy? Cái xác của nó đâu? Ủa? Gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ ta, đâu mất tiêu rồi ta, sao mình lại không thấy nó nữa nha? Ôi, cay thiệt luôn á trời. Hiện tại bây giờ đang là trời tối nè mà mình cũng may là trời tối là con rồng nó hình như nó không phun lửa được trời tối hay sao bạn? Mình giết được nó mà sao lại không thấy cái xương của nó đâu nhờ? À đây, mình thấy rồi. Cái xác con rồng là phải chờ thời gian cho nó loát mọi người à. Bây giờ nó xuất hiện rồi nè, đây cái xác con rồng nữa bạn. Vậy chúng ta đã có được xương rồng để chúng ta làm áo giáp rồi đấy. Được quá nha. Tính ra mấy con rồng này cũng dễ giết rồi chứ không khó lắm mọi người à. Đây mình sẽ lột da nó ra nè. Đói, lột da xong còn bộ xương các bạn ạ. Lấy xương nó luôn đấy. Xương của nó là để dùng để chế áo giáp và kiếm đấy. Ok, quá là xịn. Ok, mình sẽ hơi vứt tạm mấy khối vàng này đi. Ok, rồi mình sẽ lụm xương với lại đồ của nó. Ui cái đầu con rồng nè. Được, lụm cái đầu con rồng luôn. Ok, mình hiện tại đang có một cái quả tim rồng nè. Cái gì ta, với lại là có thêm đầu rồng, xương rồng nữa, chúng ta có thể chế được vũ khí các bạn à. À mình quên nữa, từ đầu video mình không nói với các bạn là hiện tại chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới không phải là thế giới bình thường các bạn à. Và đây chính là thế giới zombie. Là buổi sáng mấy con zombie nó vẫn sẽ gọi là còn sống nha các bạn nha. Rồi bây giờ để mình xem coi, mình sẽ chế cho mình một cái vũ khí bằng cái xương con rồng này. Ủa nhưng mà chế cái vũ khí bằng xương con rồng này chế sao ta? Zombie. Ủa thôi xong. Thôi xong. Từ nãy tôi quên tôi không làm giường đi ngủ. Thôi xong, zombie xuất hiện. Oh my god. À mình quên mất, mình không nói với bạn. Hiện tại zombie đeo ba lô Hero Team mọi người ơi. Zombie đeo ba lô Hero Team nha, phải trưởng thật. Mà có rất là nhiều đồ. Ok được. Xịn, mình sẽ cất đồ ở đây. Yeah, lấy luôn cái ba lô mới được. Oh. Cái ba lô này mình không lấy được các bạn ơi. Ôi buồn thế. Thôi không sao, mình sẽ tạm thời mình lấy mấy cái đồ ở đây cũng được. Ôi tính ra con zombie này nó đeo cái ba lô Hero Team mọi người à. Xong mình giết nó rồi nó quá trời đồ luôn mới ghê chứ. Ôi trời ơi. Lấy hết. Thôi mấy khối lúc kia mình lóc là trước sau gì mình thực hiện thử thách của mấy bạn xong rồi mình cũng sẽ có, cho nên hiện tại giờ mình cũng không cần bọn nó trong người đâu. Ok, thôi mình cứ để đây đi. Mình cứ vứt đi các bạn ạ. Ok, lấy hết mấy cái đồ hôm nay ra. Ui thôi xong rồi, zombie xuất hiện rồi mấy bạn ơi. Ui thôi xong tôi rồi, từ nãy giờ tôi không đi ngủ. Zombie đông quá. Ui trời, mấy bạn nhìn mấy con zombie này, nhìn nó có kinh dị không? Phải trưởng thật, trông nó đáng sợ thật sự luôn các bạn. Ui trời ơi, đông quá mấy bạn ơi, chết rồi, tôi quên mất là tôi đang sinh tồn trong thế giới zombie mà tôi quên. Trời ơi. No, đông quá. Má zombie này đông quá bạn ơi. Càng lúc mà mấy con zombie này sẽ càng lúc nó càng mạnh hơn, cho nên là chúng ta cần phải kiếm cái chỗ nào đó chúng ta gọi là làm cái giường ngủ đã. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào đây, lấy mấy cục len chế thành cái giường ngủ. Ok. Rồi đi ngủ. Tạm thời phải đi ngủ trước. Chết rồi, ngủ trên đây không được. Đặt đây. Ok, ngủ đây.
Ui, xung quanh mình đang có quá nhiều zombie cho nên không cho mình đi ngủ luôn các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là chúng ta nên vào trong nhà dân làng để đi ngủ thì tốt hơn các bạn ạ. Ok. Ơi mà ngủ gì nữa, trời sáng bà rồi. Trời ơi. trời sáng luôn rồi còn ngủ cái gì nữa. Ồ, oh, ok. Ở chỗ này thì có nhà của mấy ông dân làng nè. Thì mình sẽ lấy hết mấy cái khoai tây đồ kiểu cổng đem về nhà. Ui. What? Chuyện gì xảy ra? Gì kỳ vậy? What? Sao tiên tôi bị giết rồi? Hả? Ui, bên dưới đây có con rồng. Chạy thôi. Con rồng nó phun lửa. No, trời ơi, sao mà số phận tôi đen đuổi quá vậy? À, tôi đang gọi là lụm đồ xong tôi bị con gì nó giết chết mọi người ạ. Cay thật. Ui, con rồng nó đuổi sau lưng tôi nữa kìa. Chết tôi rồi. Oh no. Tự nhiên mình đang lụm đồ của mình bị con gì giết chết mọi người ạ. Cay thật sự. Ui, thôi anh rồng ơi, anh tha em lần này anh rồng ơi. Em xin anh đấy. Đồ của tôi. Đây, lụm lại đồ. Có khi nào là hồi nãy con rồng nó giết mình không ta? Ừ, mình nghi lắm nha. Hồi nãy nhiều khi là con rồng nó giết mình đó mọi người ạ. Mình nghĩ rằng cái chỗ này nó không còn an toàn để cho chúng ta sống nữa rồi. Chỗ này quá là nhiều gọi là sự nguy hiểm ở đây. Nên thôi mình sẽ tạm thời mình bỏ đi. Nhưng mà mình có lụm lại mấy cái xương rồng được cho ta. Ơi, lụm lại hết nè. Rồi, mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó gọi là tốt hơn để mình sống nha các bạn nha. Chứ mình không thể nào sống ở đây được nữa rồi. Đi thôi. Ồ, mấy bạn ơi, mình thấy ở đây nó có mấy con tiên nữa bạn. Hay, mấy bạn thấy nhìn thấy mấy con gì không? Đây là mấy con nàng tiên gọi là ở trong Minecraft nữa bạn. Nhưng mà mấy con này nhìn nó đẹp vậy thôi nha, nhưng nó có một cái tật xấu là nó sẽ ăn trộm đồ của bạn khi mà nó lại gần mấy bạn. Đấy. Ví dụ giờ nha, nó chỉ cần lại gần mình thôi là lột sạch đồ mình cho bạn coi luôn á. Đây này bạn coi nè. Đây ví dụ trong người mình đang full đồ đúng không? Đây giờ mình sẽ đứng im ở đây. À đứng im đây một hồi nè. Nó bay ngang con người mình là sẽ lấy đồ của mình nè. Đó thấy không? Mình mất món đồ nè. Đây thấy không? Đó, mất tiêu món đồ luôn. Đây nó lấy đồ của mình các bạn, nó đang cầm trên tay kìa các bạn thấy không? Đấy, mấy con này xấu xa lắm mọi người ạ. Nhưng mà không sao, lần sau mình sẽ quay trở về để mình gọi là mình, nó cũng không có lấy cái món gì xuống mình quá xịn cho nên nó cũng không sao. Lần sau mình sẽ quay trở lại để mình bắt con nó đem về nhà nuôi mẹ. Mấy con này khá là đẹp, mình sẽ bắt con nó về đem về nuôi. Ok, bây giờ tạm thời chúng ta phải kiếm chỗ nào cho nó sống đã. Ôi, mình bị con gì bắn. Ôi, mình bị kẻ cướp bắn các bạn ơi. Mình bị kẻ cướp bắn. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, mình mới vừa bị kẻ cướp bắn. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Mấy bạn thấy rồi là cái nơi mình đang sống nguy hiểm không bạn? Ui, nào là zombie nè, nào là rồng nè, nào là cái cướp, cái cướp các bạn. Đó, nó cầm súng kìa. Ui, chạy. Ôi trời ơi. Đau tim quá. Đen đi, cái bị bắn bùm mấy cái nó chết queo luôn. Thời luôn, đau tim dễ sợ luôn trời. Kiếm chỗ nào mình sống mới được. Có nhà của mấy ông dân làng nè. Ok, tạm thời mình vô nhà mấy ông dân làng để mình sống sót trong đó tạm một chút mới được. Anh dân làng ơi, cho em mượn nhà xíu nha. Ok, chui vô. Ui, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, mình bị con gì ta, cái con kia nó bắn mình rồi mình chảy máu luôn á, bạn nhìn nè. Phải trưởng thiệt, đúng là sống trong thành phố này hơi bị kinh dị luôn á. Để mình uống miếng nước đã, mình đang bị khát nước. Ok, uống miếng nước cho nè. Ok, thôi bây giờ mình sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên đi ha bạn ha, đó chính là xây nhà. Từ nãy giờ mình muốn xây nhà lắm rồi nhưng mà mình chưa xây được mọi người ạ. Sao tự nhiên mình lại nghe được tiếng của mấy con zombie ở đâu đó quanh đây nhờ? Hình như là đang ở trong rừng cho nên là có zombie á mọi người ạ. Thôi không xong rồi. Mình nên gọi là kiếm chỗ nào khác để mình sống thì tốt hơn. Ở gần dân làng sẽ rất là dễ gặp zombie. Đó. Đó. Một con zombie bên kia kìa các bạn. Đây mình mới vừa nói là thấy nó luôn rồi nè. Đây. Ui thấy không? Đây là gọi là Minecraft thế giới sinh tồn zombie cho nên là buổi sáng là zombie vẫn còn sống nha. Ui, zombie này. Một con thì không sợ bạn ơi, một con thì không sao. Nhiều con mới sợ, ok. Rồi, mình sẽ tranh thủ coi trong làng này có gì mình lấy hết rồi sau mình sẽ đi nha các bạn nha. Đây, trong đây có mấy quyển sách nè. Mấy quyển sách này mày đã cần nè, mình sẽ lấy luôn. Bên này có mấy con cá heo nữa bạn ơi. Linh vật của tôi. Nhưng mà sao mấy con cá heo nhìn nó hơi mập mấy bạn ạ. Cái này đúng nghĩa là cá heo rồi, nó mập ơi là mập luôn á trời. Ủa mà bên này là gì đây? Bên này là một khu rừng màu đỏ mọi người ơi. Wow, nhìn khá là đẹp đấy. Một khu rừng màu đỏ. Nhưng mà khu rừng màu đỏ này có gì đặc biệt không ha? Mấy cái cây này chắc mai này đem về trang trí được nè. Ở chỗ này có mấy con cá heo nè. Ước gì giờ mình gọi là bắt con cá heo về mình nuôi được bạn ha. Bắt về nuôi được thì lại xịn quá. Ok, mà không biết mình cưỡi nó được không ta? Để mình thử cưỡi coi. Chắc không được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào đó đẹp đẹp xíu để mình gọi là xây nhà nha mọi người nha. Ý, chết tôi rồi các bạn ơi. Buổi tối mấy con zombie xuất hiện rồi. Mấy bạn nghe tiếng zombie nó kêu nghe sợ các bạn. Nghe kinh dị dễ sợ luôn á. Mình thề. Ui trời ơi, mấy con zombie này khỏe lắm, không được. Mình đánh nhau nó không ổn đâu các bạn ơi, mình phải chạy thôi. Ui chết rồi, mình bị đói rồi. Ui, đằng sau lưng thì có người xương đánh mình nữa chứ. Chạy.
Mình để ý hình như là ở trong gọi là cái thế giới zombie này là mấy bạn sẽ rất khó để có thể đi ngủ được luôn hay sao á. Bởi vì mấy bạn đi ngủ là sẽ nó sẽ hiện là xung quanh bạn đang có zombie, đang có quái vật và bạn sẽ không thể ngủ được. Thời luôn á, trong đây hơi bị khó để ngủ luôn các bạn. Ơi chết thiệt luôn, giờ ngủ bằng cách nào trời. Ui mình đang bị mất máu bởi vì lạnh mấy bạn ơi, các bạn coi nè, cái thanh gọi là cái thanh ở bên dưới cái thanh máu của mình nè các bạn, nó đang bị lạnh mọi người ạ. Ba cái trưởng thật, có cả bị lạnh ở trong này nữa. Oh no, thôi xong rồi, bị lạnh rồi, phải kiếm đống lửa thôi. Hoặc là cây đuốc được không ta, cây đuốc sưởi ấm được không nha. Ui cây đuốc cũng sưởi ấm không được luôn các bạn ơi. Thôi toàn giờ zombie thì ở bên ngoài đang quá trời quá đất luôn nè. Ơi ui zombie, ui mấy bạn ơi, zombie bên ngoài quá trời luôn. Trong này thì mình đang bị lạnh, mình sắp chết đến nơi rồi. Thôi xong rồi, kiểu này chắc mình die rồi các bạn ơi. Ui cái gì vậy? Ui mấy zombie đang tấn công với lại cái ông pháp sư bên ngoài kìa các bạn. Ông pháp sư này hình như là bảo vệ dân làng hay sao á. Hay quá pháp sư ơi. Rồi xong, pháp sư bị đánh chết luôn. Hay quá. À, sao mà khó quá ta. Thời luôn á, nhiệm vụ đầu tiên là xây nhà mà mình vẫn chưa xây được cái nhà để có thể đập được một khối Lucky Block rồi hết. Mà bây giờ thứ nhất là mình đang bị kẹt ở trong nhà. Bên ngoài thì rất là nhiều zombie đầy luôn nè. Cũng may là bọn nó không biết phá cửa mà nó xông vô á. Còn mình còn bị lạnh nữa, hiện tại mình đang bị mất máu liên tục luôn. Bên ngoài còn có con skeleton đứng ngoài đây nữa nè. Ôi, ông dân làng. Ôi ông dân làng, ông mở cửa cho zombie đi vô kìa. Gì vậy? Mày thôi xem được, ông dân làng ông mở cửa cho zombie đi vô rồi, đóng cửa lại. Ôi đóng cửa lại, ông dân làng, ông làm gì vậy? Ông dân làng ông dân làng, ông giết tôi, ông dân làng ơi, ông dân làng ơi, là ông dân làng. Ôi trời ơi, ông dân làng mở cửa cho zombie đi vô. Đau đớn quá. Ôi trời ơi, rồi đau đớn quá. Ông dân làng ông mở cửa cho mấy con zombie vô tấn công mình mọi người ạ. À. Ôi trời ơi. Cũng may là tôi hồi sinh ở gần ngôi làng để còn lượm lại được đồ của tôi á, chứ mất đồ là hơi bị tiếc luôn á, tàn đồ xịn thôi. Ôi, hình như bên này đúng không ta? Ôi trời ơi, đúng rồi. Ui mấy con zombie nó bị respawn, nó biến mất hết rồi các bạn ạ. À. Ui mày thế. Thời luôn á, cái thế giới gì đâu mà kinh dị quá, đau khổ quá, làm sao sống nổi đây, thử thách này khó khăn quá mấy bạn ơi. Chết tôi rồi. Thôi tôi phải kiếm cho tôi xây nhà, tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, tôi đập Lucky Block đây, chứ tôi không có nhà là tôi sẽ không được đập Lucky Block, là tôi sẽ còn khổ nữa. Thôi tôi đi đây. A few minutes later. Thôi xong, tôi bị con rồng tấn công rồi. Thôi xong tôi rồi, con rồng tấn công tôi rồi, chết tôi luôn rồi. Dòng ơi, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Đấy, các bạn thấy không? Buổi sáng con rồng nó sẽ phun lửa chúng ta, chứ buổi tối thì nó không phun lửa thôi. Ui, đau đớn quá, từ nãy đến giờ gọi là bị đai mấy lần luôn rồi đấy. Mất tan đồ xịn thôi. Cũng may tôi còn giữ lại được mấy cái xương rồng đồ nè, với là da rồng nè, còn chế áo giáp, chế đồ được. Không sao. Vẫn còn sướng chán, vẫn còn chưa nguy hiểm lắm, không sao. Ok, chúng ta phải kiếm cho nó để xây nhà thôi. Lần này phải quyết tâm xây được nhà. Wow, lần đầu tiên mình nhìn thấy trong Minecraft hiện tượng này luôn các bạn. Ui đây mấy bạn ơi, bạn nhìn này, trời nó đẹp. Ui trời ơi, nó đẹp kìa trời, nhìn đúng kiểu ảo diệu luôn các bạn. Ôi hình như sắp biến mất kìa sao á. Ui trời thời luôn á, nhìn đúng đẹp luôn á. À, ở chỗ này mình tìm thấy được một cái ngôi đền gì nè mọi người ạ. À. Hình như là cái ngôi đền của cái bà người rắn ở trong game á bạn. Nhưng mà thôi từ, hiện tại mình vẫn chưa có chế tạo cho mình đồ xịn, cho nên mình không có nên vô. Bạn nào muốn mình vô khám phá cái ngôi đền của gọi là cái bà người rắn ở trong đây, các bạn nhớ cơ mình nha, mình sẽ vô mình khám phá cho bạn xem nha. Còn bây giờ mình kiếm chỗ ở, mình xây nhà đã, sau đó mình sẽ chế tạo vũ khí, áo giáp đồ xịn đã các bạn ạ. À. Chứ giờ gọi là vô mấy cái chỗ đó đánh con quái là nguy hiểm lắm. Ok các bạn ạ. À. Sau một thời gian di chuyển thì tôi đã phát hiện ra một cái chỗ này khá là đẹp để chúng ta có thể xây được nhà này. Đây, ở chỗ này là một cái nơi gần ngay gọi là một cái bờ hồ rất là đẹp. Bên kia thì mình phát hiện là nó có một cái biển mọi người ạ. À, cũng khá là đẹp luôn. Cho nên mình nghĩ chỗ này là hợp lý nhất để chúng ta xây nhà rồi. Đây, ok.
bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nhà để chúng ta gọi là được phần thưởng nha các bạn nha. Thì mình nghĩ là cái nhà thì xây đơn giản thôi, cho nên mình sẽ nhận phần thưởng trước là khoảng 10 lúc kim block nha bạn. Tại vì là đây là video đầu tiên, cho nên là mấy bạn chưa có thể đặt thử thách cho mình trong video đầu tiên được. Chính vì như vậy cho nên là mình cứ xây cái nhà nhỏ nhỏ, sau đó là mình lấy phần thưởng cho thử thách xây nhà này là 10 lúc kim block nha. Rồi mấy bạn hãy đặt thử thách. Các bạn nhớ cho mình thử thách của mấy bạn ở bên dưới là bạn muốn mình xây cái gì, muốn mình làm thử thách gì ở trong Minecraft và được thưởng bao nhiêu lúc kim block, thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi đập cái này ra để tôi chế tạo cho tôi một cái bàn chế tạo nữa các bạn à. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo vũ khí, dụng cụ, rồi áo giáp bằng cái bộ da rồng hồi nãy chúng ta kiếm được nha. Ok, thì cái da rồng hình như là mình nhớ ráp như hay là thành cái áo giáp đúng không? Ồ, đúng luôn nè, được. Rồi, đầu tiên là cái áo giáp nè, thứ hai là cái nón nè. Ui, màu xanh lá cây à, màu xanh lá cây là hợp với Camu mọi người à. Tôi thích gọi là màu xanh dương hơn. Ước gì bây giờ gọi là tôi tìm được con rồng nó màu xanh dương nha. Tôi lấy cái giáp, tôi lấy làm cái giáp mà người ta màu xanh dương nó sẽ đẹp hơn mọi người. À, tôi sẽ tháo bộ giáp sắt ra. Bộ giáp sắt này vứt luôn cho rồi, đi giữ làm gì nữa. Giờ tôi có giáp xịn rồi. Tôi có giáp da rồng luôn á, vừa vô tập 1 mà nó có giáp da rồng là hơi bị VIP rồi các bạn ạ. À. Ok. Đây, bỏ này vô. Đấy, full bộ giáp da rồng nha. Ơ nhưng mà ui kỳ vậy. Sao tôi mặc cái giáp nhìn kỳ vậy ta? À quên. Tôi cần phải tắt cái hiệu ứng gọi là cử động đi thì mới thấy bộ giáp được các bạn ạ. À. Rồi, tắt cái cử động đi một cái là bây giờ mấy bạn có thể thấy được bộ giáp trên người tôi nè. Đấy, thấy xịn chưa? Thấy bộ giáp xịn chưa bạn? Hơi bị VIP rồi luôn nha. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chế tạo tiếp theo. Chúng ta sẽ chế tạo vũ khí bằng cái xương rồng mà chúng ta đã kiếm được nè. Thì bây giờ mình sẽ kiếm qua, bấm qua đây để mình kiếm cái vũ khí. Ở đây có các bạn hướng dẫn nè bạn, để mình xem hướng dẫn chế tạo cái kiếm nha. Ồ, thì ra là như vậy bạn ơi. Để chế tạo được mấy cái xương rồng này nè là bạn cần phải có thêm cái xương của con Wither nữa bạn ạ. À, thì mới có thể chế tạo được. Ui, phức tạp thế. Tôi tưởng là kiếm được xương là sẽ gọi là chế tạo được rồi, ai dè đâu. Cần phải gọi là kiếm mấy cái xương của mấy con Wither đó hả? Oh, no. Chế tạo được cái kiếm này hơi khó bạn ơi. Thôi, chắc hiện tại chắc cũng không cần đâu. Rồi, chúng ta làm được bộ giáp là VIP rồi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu xây nhà mọi người nha. Để chúng ta đặt lúc kia block nào. Thì mình sẽ làm cho mình, trước tiên mình làm cho mình cái rìu đi. Để mình đào một ít gỗ ra. Tôi chợt nhận ra tại sao chúng ta lại không chế tạo chúng ta cây rìu bằng vàng đi. Có phải nó đào nhanh hơn không? Tự nhiên chế tạo cái cây rìu bằng bằng gỗ làm gì cho nó lâu đúng không bạn? Ok. Rồi mình sẽ lấy cây rìu bằng vàng để mình gọi là đào ít gỗ mình xây nhà mọi người nha. Ok, đào ít gỗ nào. Vâng, cây rìu bằng vàng. Đúng thật là bằng vàng. Đào có vài phát thôi là hỏng mất cây rìu luôn rồi các bạn ơi. Rồi ok, bỏ mấy cục gỗ ở đây. Nhiêu đây gỗ chắc cũng đủ để xây nhà rồi. Tại mình xây cái nhà bé bé thôi chứ không cần bự lắm. Mình xây để mình lấy lúc cái block trước trong tập 1 để thôi, để mình đập ra coi được cái gì nha các bạn nha. Đấy, rồi sau đó những tập sau rồi chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta gọi là xây cái nhà bự hơn. Bạn nào muốn mình xây nhà bự hơn nữa bạn hãy comment xuống bên dưới nha. Và phần thưởng sau khi xây nhà bự hơn là bao nhiêu lúc kia block thì bạn hãy comment cho mình biết luôn nha. Ok, để mình xây cho xong cái nhà nè. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cho chúng ta gọi là cái trần nhà lại nè. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy là xong cái nhà là mình sẽ được gọi là đập lúc kia block mọi người ạ. À. Đấy, bỏ ở đây nè. Chế tạo mình mấy cái cửa. Rồi, đặt cái cửa vô đây. Đấy, thế là xong một ngôi nhà. Tên này. Quá là đơn giản đúng bạn ơi. Vậy là xong một ngôi nhà nha. Tập 1 chúng ta xây ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi nha các bạn nha. Ok, rồi xong cái nhà nè. Rồi, đập lúc kia block thôi. 10 lúc kia block nha. Mấy bạn nào mà muốn mình thử thách xây dựng cái gì hay là làm cái gì nữa thì hãy comment xuống bên dưới nha. Ok, rồi giờ mình đập lúc kia block đây. Rồi, tôi đã lấy cho tôi 10 khối lúc kia block đây nè. 10 khối nha các bạn nha. Không hề trang gian nha. Lấy 10 khối là đúng 10 khối nha. Thử thách là xây xong cái nhà lấy 10 khối lúc kia block đập là tôi lấy đúng 10 khối nha. Ok. Rồi, mình ơi, mình sẽ để bỏ giáp ở nhà đi cho nó đỡ nguy hiểm mọi người ơi. Tại vì thường thường chúng ta hay gọi là dễ bị gọi là bị giết bởi gọi là lúc kia block lắm. Mấy khối lúc kia block này nó nguy hiểm lắm mọi người ạ. Cho nên chúng ta nên đi xa xa nó đập á. Với lại để hết đồ ở nhà không thôi lỡ đâu bị chết mất hết đồ là chết luôn á. Ok. Đi ra xa xa nè. Chắc là bên này là hợp lý nè. Được. Tôi sẽ đập lúc kia block ở bên này nha. Bên này xa nhà nè. Ok, bên này chắc là được nè. Ok, đập mọi người nha. Cái gì skin tôi biết làm gì vậy? À, quên. Skin của mình là ở trong đây là chúng ta của mình có một cái phần cài đặt á là khi mà chúng ta giết cái con gì chúng ta có thể biến thành con đó được các bạn nha. Ví dụ như con rồng đi. À, hồi nãy mình giết được con rồng nè là chúng ta có thể biến thành con rồng nè. Và đặc biệt nữa là gì các bạn biết không? Hình như chúng ta bay được phải không ta? Bay được không ta? Ủa? Bay được không? Ui, hình như bay không được các bạn ơi, chỉ biến thành nó được thôi. Đấy, ở trong đây là chúng ta có một cái bản mod là có thể biến thành động vật mà chúng ta đã gọi là tiêu diệt các bạn. À, ok, giờ mình sẽ biến thành người nè. Rồi ok. Rồi. Mình sẽ đập lúc cái block chỗ này nha các bạn nha. Ok. Ê, đang hồi hộp quá nè, không biết sẽ ra gì đây.
đầu tiên tôi đã bảo mà, khói lúc kia mình lắp này hơi bị nguy hiểm luôn. Mới khói đầu tiên mà đã xui. Trời ơi, ông chơi nữa đâu, ông chơi nữa đâu bạn ơi, tôi muốn bỏ game, tôi không muốn chơi nữa, trời ơi. Thiệt luôn á, không biết lý do gì sao tôi lại quyết định làm cái series này nữa các bạn à. Thời luôn sinh tồn mà nó khổ như thế này thì sinh tồn làm cái gì. Ơi, đập hai khối lúc kia mình lóc ra đúng hai khối xui xẻo luôn nó mới cay chứ. Để khối thứ ba là gì đây, cái gì đây? Ô mê cung, ôi cũng được, cũng đỡ. Ôi thịt heo, không gì may mắn lắm tại mấy đồ xàm xàm không à. Ô, một khối lúc kia mình lóc khổng lồ. Được cái gì đây, được cái gì đây, nguy hiểm đây là. Wow, kim cương. Yeah, may mắn được tí rồi đó. Sau hai cái xui xẻo chúng ta được may mắn rồi đó. Gì đây, ui một đống sách in gen luôn. Được. Wow, mấy cái giáp ngựa cũng được. Một bay cu câu vong. Được, mấy con này giữ lại, mai này mình nuôi nha. Ờ, gì đây, lucky bit. Một con heo. Yeah, cái cuối cùng là gì đây? Vâng, khói thạch anh. Yeah, cũng nói chung là cũng may mắn. Được 21 kim cương với lại là 18 gọi là cái gì ta, ngọc lục bảo. Nhưng mà mấy ngọc lục bảo chỉ dành chân cho đẹp thôi chứ không làm được gì hết trơn á. Ok, được rồi các bạn ơi. Nói chung là chúng ta từ nãy đến giờ cũng đã mở được khá là nhiều đồ, đập được lucky block. Rồi chúng ta cũng đã trải nghiệm một cái màn game vô cùng gọi là đau khổ cùng với nhau rồi. Mình hơi bị đau khổ với cái trò này thôi các bạn hả. Ok, rồi nói chung là tập 1 mình nghĩ rằng đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc tập 1 tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình làm thêm những cái video về cái series này nữa thì hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và bạn cũng đừng quên là hãy để lại thử thách của mấy bạn, là bạn muốn mình làm cái gì tiếp theo ở bên dưới để mình có thể thực hiện thử thách của mấy bạn nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sinh tồn zombie lần sau nha. Tạm biệt, bye bye.